Xin chào quý vị và các bạn. Cái trường hợp mà lấy những củ quạt á, ở bên trong trong sắt vụn về á, thì thường mình không biết cái chiều nào để mà nó quay ngược, quay xuôi. Thực chất là đảo cuộn dây đằng trước ra đằng sau thôi. Nhưng mà do trong sắt vụn cho nên mình không không biết được. Thường thường hướng của nó là cái dây nó bắt ra ở phía sau, đúng không? Bắt ra phía này. Thì có điều trái ngược của tôi, làm sao tôi nghĩ là làm sao nó là đáng lẽ nó ở phía bên này là đúng này, nhưng nó lại nằm ngược về phía bên này. Thì cái trường hợp đấy tôi gắn cho các bạn xem, nói đấy các bạn thấy không, nó quay ngược trở lại, tức là ở đằng sau này mát, đằng trước nó không mát. Đấy, hiện tại là như vậy, tức là quạt về hướng phía sau nhưng đấu là vẫn đúng. Cho nên cái trường hợp như thế vậy thì chúng ta phải tháo ra nhé. Tháo ra chúng ta đảo cuộn dây đằng trước ra đằng sau. Tức là mình phải vặn ra toàn bộ những cái vít này. Bây giờ chúng ta tháo và lắp trở lại thôi. Thực chất mà nói thì cái cuộn này thì nó phải lắp cái dây này ra đằng trước này. Đấy, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà do mình không khi ấy mình không chú ý, bởi vì trong cái quạt đấy cho nên nó không biết chiều nào của nó là đúng cả. Cho nên chúng ta lắp theo quán tính. Vì vậy cho nên chúng ta lắp như vậy là nó trái ngược trở lại. Đến lúc về nhà người ta nói quạt trở lại tôi mới biết. Chứ thực chất tôi cũng không nghĩ là nó bị như vậy. Có hai trường hợp quay ngược chiều các bạn nhé. Thường thường là dây này dây tù này. Dây này dây nguồn tù này. Nếu chúng ta đấu dây tù vào đây, đấu vào dây nguồn tù vào đây, nó cũng quay ngược chiều. Trường hợp đó là sẽ cháy cuộn dây nhá. Nó chạy bụi nó sẽ cháy cuộn dây. Hai nữa là cái củ quạt này. Củ quạt này đằng trước ra đằng sau. Tức là cái chiều của cái cuộn quạt này là nó quay ra đằng trước. Cho nên đấu như đáng lẽ cái dây này nằm ở phía bên này là đúng này. Nhưng nó nằm ở phía bên này là sai. Chúng ta nghỉ làm sao đấy. Để hôm sau thì có kinh nghiệm. Tôi làm nhiều năm rồi nhưng mà vẫn bị dính chuyện bình thường. Đó là điều tất nhiên trong cuộc sống làm ăn. Không có điều gì mà không thể xảy ra cả. Đấy. Vậy cho nên chúng ta phải tháo ra. Vì chúng ta làm thời gian nhanh cho nên chúng ta nhớ cái này nhé. Vàng là tù này, còn đỏ là nguồn tù này, còn đen là chính chừa, còn hai bên thì chúng ta cứ đấu vậy thôi. Nói chung cái này rồi thì bây giờ chúng ta thể tháo ra nhé. Và chúng ta quay trở lại nhé. Cái này thì nói chung mau cho nên chúng ta nhớ thôi, chúng ta cũng không cần ấy, cũng không cần cần phải cắt, thường thường cắt lấy mũi, nhưng mà cái này thôi. Rồi bây giờ chúng ta phải tiến hành đỏ cái dây này ra nhé. Khó khăn như vậy. Đây là chiều cuộn dây nhá. Lúc này nó bắt ra đằng sau này, thì bây giờ tôi lật cái cuộn dây nó lại và chúng ta bỏ vào, lật lại cuộn dây về phía đằng sau này. Đây. Thì nói như vậy là nó đúng chiều. Trường hợp các bạn có thể là cái cuộn dây này cuộn dây xịn này. Đấy, chúng ta lật về phía bên này. Thì dây này lật ở phía bên này, chúng ta lật lại trở lại. Đấy. Trường hợp chúng ta bỏ vào như vậy, nhiều lúc là nó tất nhiên là nó sẽ bị cái trường hợp đấy rất nhiều nhé, bởi vì cái cuộn này cục mình không biết hướng đằng trước hoặc đằng sau. Đấy, thì bây giờ như vậy thì chúng ta tiến hành ấy thôi, lắp trở lại thôi, lắp bình thường thôi. Đấy, do như vậy mà chúng tôi phải sửa trở lại đấy. Nó đơn giản như vậy. Thì không sao, đấy là chúng ta bởi vì là cái chúng ta không biết chúng ta phải làm như vậy. Chứ còn chúng ta biết thì chúng ta lại không làm như vậy. Đó là công việc. Nhiều lúc chúng ta cũng phải có những lúc là chân có những ở chỗ đây tôi thì lại là gãy chân trái bỏ chân phải. Đó, điều đó do bác sĩ đọc thôi, đọc vào chân nào thì bỏ chân ấy thôi. Cho nên tôi biết là như vậy, nhưng mà không sao thì chúng ta cứ làm. Bây giờ chúng ta phải luồn dây nhé. Đấy, bây giờ tôi đã đấu hoàn chỉnh nhá, và đúng như cái cũ nhá, mà chỉ có cuộn dây ra chúng ta bắt ra đằng trước thôi.
ở đằng sau chúng ta bắt ra đằng trước, thì chúng ta quay đúng thì chúng ta nó sẽ quay về hướng chiều này. Đây thì bây giờ chúng ta thể gầm thử nhé. Đấy, đúng rồi các bạn, mắt ra đằng trước đấy. Chúng ta coi cái lệch của cánh, chúng ta xem lệch của cánh nhé, cái độ lệch của cánh nó quay về hướng nào. Thì nếu mà nó quay ngược ra đằng sau thì là đấy, chúng ta quay thấy không, nó quay về phần này, tức là cánh nghiêng về phía này, chúng ta quạt ra đằng trước đấy. Là như vậy là nó đã ok. Thì các bạn cũng cần quan trọng những điểm đấy, bởi vì là chúng ta nên nên nhìn cuộn dây trước khi chúng ta lắp, bởi vì cái điều này nó sẽ bị sai hướng hoặc ngược chiều này khác, thì chúng ta nên thận trọng cái đấy, đỡ khỏi mất công sức. Cho nên điều đó thì thợ hoặc ai cũng vướng phải thôi, không thể không vướng lại vướng phải được, bởi vì nó cái chiều của nó không đúng chiều, bởi vì chúng ta xác định được cái hướng của cái quạt, hoặc là lúc tháo chúng ta nên chú ý, đó là điều nó thận trọng. Vậy thôi, video đến đây cũng đã đủ rồi. Tôi cảm ơn quý vị các bạn đón xem, nhớ nút like, subscribe. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người nhé.